Chuyển sang những tin tức kinh tế tài chính quốc tế. Bộ Tư pháp Mỹ thông báo hãng sản xuất máy bay Boeing có thể bị truy tố liên quan đến hai vụ tai nạn máy bay 737 MAX 8 hồi năm 2018 và năm 2019, làm tổng cộng 346 người thiệt mạng. Thông tin trên đã làm gia tăng thêm cuộc khủng hoảng có thể nhấn chìm nhà sản xuất máy bay đang gặp khó khăn này. Theo hồ sơ của Bộ Tư pháp Mỹ, công ty Boeing đã vi phạm khoản bồi thường trị giá 2,5 tỷ đô la Mỹ do không thiết kế, triển khai và thực thi chương trình tuân thủ và đạo đức để ngăn chặn và phát hiện các hành vi vi phạm luật gian lận trong suốt hoạt động của mình. Boeing hiện có 4 tuần để đưa ra các phân tích và nhận xét của mình. Các thông tin này sẽ được đưa xem xét đối với bất kỳ bước tiếp theo nào. Quyết định trên đã làm tăng thêm rủi ro pháp lý mà nhà sản xuất máy bay Mỹ này đang phải đối mặt sau hàng loạt sự cố về quản lý chất lượng và an toàn máy bay thời gian gần đây. Trước đó, Boeing đã báo cáo doanh thu quý 1 năm 2024 đạt 16,57 tỷ đô la Mỹ, giảm 8% so với cùng kỳ năm 2023.